Đi khoan, từ từ, ui, ta tìm được ảnh em Thịnh mới trong tay mình à, xin lắm. Tao đâu, xem nào. Ui, trả đây. Mày cứ thế. Cầm phone nhắn tin hồi na, em gì chưa hay nàng công chúa. Ngại ghê rep thế nào đây, ôi nhịp tim mình đập nhanh quá. Này anh Phú ơi, em đang mơ về anh đó anh à. Sẽ có ngày chúng ta cùng gặp nhau nắm tay phải không hỡi anh. Yêu sao không sao mà em thì em yêu chàng, anh ở đây cùng em chiến chứng. Thơm ngon như na nè, thôi quên anh hơi nhầm, anh yêu na tình yêu trong sáng. Nhìn chung cứ nhớ đến anh, rồi ngồi ước có anh. Mình là Phú Đại đây. Xin chào mọi người đến buổi livestream ngày hôm nay. Dạo này mình hơi bận nên ít like, nhưng mà thời gian này mình sẽ like đầy đủ hơn. Mọi người hãy xem và cho Phú xin một like nhé. Bắt đầu thôi. Mọi người hãy share lên các group giùm mình nha. Một bạn nhớ chỉ share một lần thôi nha, không thôi là bị spam đấy. Đúng rồi. Hiện tại là mình nói chuyện đi chứ đã. Xíu chơi game sao? Từ từ đi mọi người. Chào Na, anh là bạn của Phú. Anh không muốn thấy Phú làm tổn thương em thêm nữa. Anh có muốn giải thích gì không? Anh đã nói nó không phải là sự thật. Em tin anh ấy không bị tỷ. Tôi sẽ khiến em phải hối hận. Tôi cứ nghĩ rằng sau khi bóc phốt Phú, mình sẽ thoải mái hơn. Nhưng không, tôi lại cảm thấy cô đơn và lu chìm trong những ký ức về anh. Giờ thì chúng tôi không thể chuyện trò với nhau mỗi ngày, không thể nhìn nhau qua FaceTime, không thể nói nhớ nhau bất cứ khi nào muốn. Chúng tôi đã thật sự chia tay rồi ư? Có lẽ cách duy nhất là tôi phải quên mọi chuyện và bắt đầu cuộc sống mới của mình. Buồn qua buồn khóc hết cho nhẹ lòng.
Chào Na, em là bạn gái cũ của Phú đúng không? Chị chỉ muốn nhắn để em biết là chị và anh Phú thật ra không có chuyện gì cả đâu. Là chị thích đơn phương nên muốn chụp chung tấm ảnh thôi. Còn anh Phú cũng nói với chị là đáng quen em mà. Em đừng nghĩ xấu cho anh ấy em nhé. Và anh có món quà cho em.